Trước thông tin về thuốc lá nhập lậu tràn lan trên thị trường, Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cho biết sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra đối với mặt hàng này. Theo kế hoạch, đợt kiểm tra sẽ kéo dài từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 6 tới. Cục Quản lý Thị trường cho biết đợt kiểm tra cao điểm sẽ tập trung tại các địa phương tiêu thụ thuốc lá lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường sẽ rà soát các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân kinh doanh thuốc lá nhằm thu thập thông tin phục vụ cho việc kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc lá. Trên thị trường nói chung là thành phố Hồ Chí Minh rất là phức tạp và đa dạng, cho nên trước tình hình đó thì lực lượng quản lý thị trường tức là thường xuyên liên tục là triển khai kịp thời thực hiện cái chỉ đạo của ban nhân thành phố để ngăn chặn kịp thời các cái việc vận chuyển buôn bán buôn lậu rồi gian lận thương mại. Ngoài ra, chi cục quản lý thị trường các tỉnh Quảng Trị, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và các tỉnh lân cận trên tuyến đường về thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp kiểm tra khu vực biên giới, các tuyến đường từ biên giới về nội địa, đặc biệt là địa bàn giáp ranh.